Chào mừng các bạn đã đến với bản tin hàng ngày của Liverpool. Ở đây, chúng mình sẽ mang đến những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình của đội bóng trong thời gian qua. Rất mong các bạn ủng hộ chúng mình bằng cách ấn like video, đăng ký kênh và chia sẻ để chúng mình có động lực ra những video hay hơn nữa. Còn bây giờ, chúng ta cùng nhau đến với những thông tin chính sẽ có trong ngày hôm nay nhé. Tổng hợp thông tin trước trận đấu Liverpool Brentford, 22 giờ 30, Chủ nhật ngày 25 tháng 8. Cuộc chạm trán giữa Liverpool của chúng ta và Brentford hứa hẹn sẽ là cuộc đối đầu vô cùng hấp dẫn ở lượt trận thứ hai Premier League, khi cả hai đội đều đã có chiến thắng ở trận mở màn. Liverpool của chúng ta đánh bại Ipswich Town với tỷ số 2-0, trong khi Brentford giành chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace. Trận đấu này sẽ đặc biệt quan trọng đối với chúng ta vì đây là trận đấu chính thức đầu tiên của Anh Slot tại Anfield. Ở lượt trận giao hữu trước mùa giải, chúng ta đã đánh bại Sevilla ngay trên sân nhà với tỷ số 4-1. Với Liverpool, chìa khóa để có thể đánh bại Brentford đó chính là hàng tiền vệ. Trong chiến thắng trước Ipswich, e Liverpool ban đầu gặp khó khăn nhưng sau đó đã xoay chuyển cung diện trận đấu bằng cách siết chặt phòng ngự và giành quyền kiểm soát ở giữa sân. Đối đầu với Brentford, đội bóng giàu năng lượng, Liverpool sẽ cần tái hiện màn trình diễn giống như trong hiệp 2 trước Ipswich e bằng cách kiểm soát bóng tốt nơi hàng tiền vệ và giành chiến thắng trong các tình huống đối đầu trực diện bầy ong dưới thời huấn luyện viên thomas frank nổi bật với lối chơi thiên về sức mạnh thể chất những phẩm chất đó đã được thể hiện ngay trong chiến thắng trước crystal palace cách tiếp cận của Brentford rất rõ ràng họ pressing quyết liệt đột phá nhanh và tìm cách khai thác bất kỳ sai sót phòng ngự nào từ đối thủ đối với liverpool việc vô hiệu hóa mối đe dọa này sẽ rất quan trọng về mặt chiến thuật Brentford nhiều khả năng sẽ bố trí đội hình bốn hai ba một với christian nogat và Vitali Janel là cặp đôi ở hàng tiền vệ. Bộ đội này rất giỏi trong việc phá vỡ lối chơi và cung cấp nền tảng cho sự chuyển đổi nhanh chóng của Brentford. Với tương lai của Ivan Toney đang không chắc chắn tại Brentford, Willa sẽ tiếp tục ra sân và cầu thủ này có thể khai thác những khoảng trống của chúng ta để lộ ra. Do đó, tuyến sau của Liverpool sẽ cần phải cảnh giác với mối đe dọa từ những đợt phản công nhanh và trực diện phía Brentford. Mặt khác, những cầu thủ của hàng có thể tiếp tục dựa trên những mặt tích cực từ trận đấu với Ipswich. Chúng ta có thể sẽ triển khai đội hình 4-3-3 hoặc 4-2-3-1. Với sự linh hoạt về chiến thuật và khả năng làm chủ tuyến giữa của hàng tiền vệ, với sức mạnh của Brentford ở tuyến giữa, bộ ba tiền vệ Ryan Gravenbus, Alexis Maalister và Dominic Soboslai sẽ có vai trò rất quan trọng. Gravenbus đã gây ấn tượng ở trận đấu trước, sẽ cần duy trì phong độ cao này và giành chiến thắng trong các cuộc đấu tay đổi và đảm bảo cho Liverpool kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu. Ở trận đấu với Ipswich, cách tiếp cận của Slot sau đó là đưa ra quyết định thay người đã thể hiện sự sắc sảo trong chiến thuật và sẵn sàng đưa ra các quyết định khó khăn của ông ấy. Việc đưa Ibrahima Konate vào thay Jarrell Quansah là một sự thay thế hiệu quả đã giúp thay đổi trận đấu theo hướng có lợi cho Liverpool. Sự quyết đoán này sẽ rất quan trọng trước một đội bóng như Brentford khi họ sẽ tìm cách khai thác điểm yếu của chúng ta. Bố trí Konate cùng với Virgil van Dijk ra sân ngay từ đầu sẽ giúp cấp cho Liverpool có lợi thế về mặt thể chất cùng với những pha tranh chấp bóng bổng trên không cần thiết để chống lại những mối đe dọa tấn công của Brentford, đặc biệt là từ các tình huống cố định và phản công nhanh. Chen Alexander Arnold và Andy Robertson sẽ phải rất tập trung bởi bên phía Brentford, họ có hai mũi nhọn ở cánh là Mbemo và Wissa đều rất nhanh nhẹn và trực diện, và bất kỳ sự mất tập trung nào cũng có thể sẽ phải trả giá. Khả năng di chuyển vào khu vực trung tâm của Trent Alexander Arnold khi Liverpool nắm quyền sở hữu bóng sẽ giúp tạo ra ưu thế về mặt quân số nơi hàng tiền vệ. Nhưng Trent cũng sẽ cần phải nhanh chóng quay trở lại nhiệm vụ phòng ngự để ngăn chặn mối đe dọa từ phía Brentford. Trên hàng công, Mohamed Salah vẫn sẽ là tâm điểm, nhưng sự di chuyển chiến thuật của Diego Jota và Luis Diaz sẽ rất quan trọng trong việc kéo các hậu vệ của Brentford ra khỏi vị trí và tạo ra khoảng trống. Còn nhớ ở mùa giải năm ngoái, cú đúp bàn thắng của Salah cùng với pha ghi bàn của Jota đã chứng tỏ sự khác biệt giữa hai đội ngay tại Anfield. Dominic Soboslai ở vị trí số 10 cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm khoảng trống giữa các tuyến và giúp mở khóa hàng phòng ngự không quá mạnh của Bầy ong. khả năng pressing tầm cao và chống phản công sau khi mất bóng của Liverpool sẽ rất cần thiết trong việc phá vỡ nhịp điệu của Brentford. Brentford được biết đến với những pha chuyển đổi nhanh, nhưng lối chơi pressing ngay trên phần sân đối phương của Liverpool có thể bong nghẹt những nỗ lực bứt phá của Brentford. Việc giành được bóng ngay trên phần sân đối thủ và duy trì cường độ cao sẽ ngăn Brentford có thể chơi theo ý của họ. Lỗ hổng tiềm tàng của Brentford nằm ở hai cánh, khi các hậu vệ của họ thường mạo hiểm dâng lên cao thì Liverpool có thể khai thác khoảng trống mà các hậu vệ cánh của họ để lại. Tốc độ của Salah và Diaz kết hợp với khả năng dứt điểm của Jota sẽ khiến các pha phản công của Liverpool rất đáng gờm. Những pha luân chuyển nhanh và chuyển bóng chính xác có thể khiến Liverpool hủy diệt Brentford. Đặc biệt, nếu bầy ong dâng lên quá cao, điều đó không chỉ là lý thuyết mà hoàn toàn có thể xảy ra. Brentford với tốc độ nhanh ở hai cánh có thể khiến cầu thủ phải dâng lên. Rất có thể, họ sẽ sử dụng chiến thuật này để chơi phù đầu chúng ta để tìm cách ghi bàn mở tỷ số từ sớm. Một yếu tố khác cần xem xét là bầu không khí tại Anfield. Trận đấu đầu tiên của Agnes slot tại sân vận động mang tính biểu tượng này chắc chắn sẽ tràn đầy cảm xúc. Khán giả tại Anfield luôn là một điều gì đó rất đáng gờm. Năng lượng từ khán đài sẽ là động lực thúc đẩy thêm cho lối chơi với cường độ cao của Liverpool. Điều đó khiến Brentford mắc sai lầm. Việc bố trí cho Gomez dự bị có thể là một động thái quan trọng từ Slots. Điều đó thể hiện niềm tin vào Gomez cũng như vừa đủ để duy trì tinh thần toàn đội. Sự linh hoạt và kinh nghiệm của Gomez khiến anh trở thành một tài sản quý giá và sự có mặt của anh có thể rất quan trọng trong một mùa giải dài, dài sắp tới. Trong khi bầy ông sẽ là một thách thức bởi sự chuyển đổi nhanh chóng và thể chất của họ, thì chất lượng vượt trội, sự linh hoạt về chiến thuật và lợi thế sân nhà sẽ giúp cho Liverpool chiếm thế thượng phong. Cách tiếp cận của Slots kết hợp với sự nhạy bén chiến thuật của ông ấy cho thấy Liverpool đã chuẩn bị tốt như thế nào, nhằm đảm bảo có thêm 3 điểm và tiếp tục một khởi đầu mạnh mẽ của Liverpool một kết quả tích cực là điều mà người hâm mộ Liverpool sẽ mong muốn và với Slot, chúng ta có mọi lý do để lạc quan với chiến thắng 3-1. Những dấu hiệu ban đầu đang rất hứa hẹn nhưng tính nhất quán vẫn sẽ là chìa khóa. Nếu Liverpool có thể kết hợp thế mạnh sẵn có cùng với những ý tưởng mới của Slot, rất có thể chúng ta sẽ có một mùa giải đáng nhớ. Mọi con mắt sẽ đổ dồn về Anfield vào 22h30 Chủ nhật tuần này. Anh em hãy cùng cổ vũ Liverpool nhé. Huấn luyện viên Agnes Lotz cần phải có những giải pháp để Dominic Soboslai trở lại với phiên bản tốt nhất của mình. Cầu thủ người Hungary đã ghi bàn mở tỷ số trong trận đấu giao hữu đầu tiên của Liverpool trước Real Betis bằng cách thực hiện một pha di chuyển vào trong vòng cấm của đối phương và dứt điểm chính xác. Dưới thời Jurgen Klopp, Soboslai đã cho thấy những gì anh có thể làm nhưng thường lại bị thu hẹp về không gian khi Chen Alexander-Arnold và Mo Salah thường kết hợp với nhau điều đó làm giảm vai trò tấn công của Soboslai. Đối đầu với Betis, Liverpool chúng ta đã nhìn thấy sự nguy hiểm của Soboslai. Phát biểu sau trận đấu, Soboslai thừa nhận rằng anh muốn thực hiện điều đó thường xuyên hơn trong mùa giải sắp tới. Soboslai nói với LFC TV, Năm ngoái, điều đó đã không xảy ra thường xuyên, nên tôi muốn cho huấn luyện viên biết rằng tôi luôn sẵn sàng thực hiện những tình huống chạy chỗ như thế này. Hy vọng rằng mọi người sẽ thấy tôi làm điều đó nhiều hơn nữa trong mùa giải tới. Soboslai sẽ rất vui khi biết đó cũng là nơi Slot thích anh thi đấu, dựa trên quá trình lựa chọn của cầu thủ người Hà Lan trong vài tuần qua. Sau khi chơi ở vị trí tiền vệ trụ trong trận gặp Arsenal, Soboslai đã trở lại trong vai trò số 10 trước Sevilla. Một lần nữa, anh lại đóng góp vào bàn thắng thứ hai của Luis Diaz trong trận đấu áp chót trước mùa giải của Liverpool. Đối đầu với Ipswich Town trong trận mở màn Premier League, Soboslai đã đóng vai trò số 10 và thể hiện rất tốt với đẳng cấp cao anh đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp một đường truyền cho Salah để ghi bàn thắng thứ hai của Liverpool trong trận đấu đó. Nhìn chung, Soboslai đã tạo ra cơ hội trong trận đấu, con số cao nhất theo Ford 1. Soboslai cũng chỉ thực hiện sai 4 trong tổng số 43 đường truyền. Phát biểu sau trận đấu, Soboslai có tinh thần tốt và giải thích chi tiết về sự thay đổi chiến thuật của Slot. Soboslai nói với LFC TV khi được hỏi Slot muốn gì từ hàng tiền vệ. Chúng tôi đã chơi khác đi một chút so với hiệp 1, bởi vì trước đây chúng tôi đã chơi với một cầu thủ ở vị trí số 6 và hai cầu thủ ở vị trí số 8. Còn bây giờ, chúng tôi chơi với một số 8, một số 6 và một số 10. Và vai trò của tôi là ở vị trí số 10. Nó chỉ hơi khác nhau. Tôi nghĩ rằng tôi đóng góp nhiều hơn vào việc tấn công, nhưng khi không có bóng, tôi vẫn lùi về phòng ngự như một số 8 như mùa giải trước. Dưới thời Klopp Soboslai bị hạn chế và thường phải quan sát đến đồng đội xung quanh. Nhưng Slot đã chút bỏ gánh nặng đó và cho Soboslai tự do hoạt động ở những khu vực mà Soboslai có thể phát huy tối đa những phẩm chất tốt nhất của mình, trong đó có khả năng tạo ra những cơ hội và ảnh hưởng trong các trận đấu ở một phần ba cuối sân. Khi Soboslai còn chơi tại AB Leipzig, anh đã thực hiện 111 pha kiến tạo trên mọi đấu trường cho câu lạc bộ theo FBREF. Đây là kỷ lục tại Leipzig. Mùa giải trước ở Liverpool, Sobosla chỉ xếp thứ tư về chỉ số đó. Phần lớn điều đó liên quan đến việc anh ấy bị hạn chế vai trò khi chơi ở vị trí số 8. Đây vẫn còn là những ngày đầu, nhưng có vẻ như Slot đang bắt đầu tìm hiểu được điểm mạnh của cầu thủ người Hungary và điều đó giúp cho Liverpool có được phiên bản tốt nhất của Soboslai. Phiên bản mà người hâm mộ đã luôn hy vọng được thấy kể từ khi anh đến vào mùa hè năm ngoái. Anh Slot đã đưa ra phản hồi trước những bình luận nói rằng ông ấy đang loại bỏ những cầu thủ trẻ của club. Sau một mùa giải chứng kiến những sản phẩm tốt nhất của Học viện Liverpool tỏa sáng khi lên chơi ở đội 1, đáng chú ý nhất là chiếc vô địch Carabao Cup, nhưng mọi thứ có vẻ đã thay đổi vào mùa hè năm nay. Bobby Clark đã gia nhập Red Bull Sandburg trong một hợp đồng trị giá 10 triệu bảng và có thể theo sau cầu thủ này là Stefan Basitic, Tyler Morton, Ben Kyler Gordon, James McConnell, Callum Scanlon, Owen Beck, Marcelo Pitaluga và cả Javi Bre. Nhiều người trong số những cầu thủ này dự kiến sẽ ra đi theo dạng cho mượn, nhưng những cầu thủ khác, chẳng hạn như Doak và Morton, được cho là có thể được bán đi. Điều đó đã dẫn đến những lo ngại rằng huấn luyện viên mới của Liverpool đang loại bỏ một nhóm các cầu thủ được gọi một cách trìu mến là những đứa trẻ của club. Nhưng Slot đã phủ nhận điều đó và khẳng định đó là bước đi đúng đắn. Ông nói, đó luôn là một điều khó khăn bởi vì các cầu thủ trẻ cũng muốn được chơi và nếu họ muốn phát triển, họ phải thường xuyên được ra sân thi đấu. Điều đó luôn luôn sẽ như thế này. Họ xuất phát từ hàng ngũ của học viện và sau đó họ trở nên đủ tốt để chơi cho chúng tôi, nhưng hiện tại có quá nhiều sự cạnh tranh ở vị trí của họ. Tôi nghĩ đội bóng này với những gì chúng tôi có, có rất nhiều cầu thủ cây nhà lá vườn tiềm năng. Một trong số đó là Jay Nioni cũng đang tập luyện với chúng tôi hàng ngày khi chỉ mới 17 tuổi. Vì vậy, câu lạc bộ này sẽ luôn mang đến những cầu thủ trẻ tài giỏi. Sẽ là một thách thức để tìm ra thời điểm thích hợp để họ được ra sân thường xuyên khi ở Liverpool. Đội bóng luôn có sự cạnh tranh mạnh mẽ bởi những cầu thủ đẳng cấp. Virgil van Dijk đang chơi ở đó, Mo Salah đang chơi ở đó, tất cả các cầu thủ hàng đầu khác cũng đang chơi ở đây. Vậy thì phương án tốt nhất cho các cầu thủ trẻ và cũng cho cả câu lạc bộ là để họ ra đi. Tôi luôn muốn quan tâm đến lợi ích của câu lạc bộ. Nhưng tôi cũng có trách nhiệm với các cầu thủ. Nếu họ muốn có những phút thi đấu thường xuyên nhưng điều đó lại không thể với chúng tôi thì theo tôi, bạn phải để họ phát triển ở một nơi khác." Công bằng mà nói, mặc dù các cầu thủ trẻ đã có những đóng góp quan trọng ở mùa giải trước, nhưng họ cũng không có nhiều cơ hội ở Premier League. Và phần lớn các cầu thủ trẻ được tham gia thì cũng do những chấn thương của các cầu thủ ở đội 1. Vẫn có những lo lắng rằng Liverpool đang để thiếu hụt về chiều sâu lực lượng. Nhưng rất nhiều điều có thể thay đổi trong tuần tới trước thời hạn chuyển nhượng đóng khép lại. Mình xin cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Anh em đừng quên để lại một like, share và hãy nhấn đăng ký kênh để mình có thể gửi đến cho anh em những thông tin cập nhật mới nhất về đội bóng của chúng ta nhé. Anh em cũng đừng quên đưa ra ý kiến của mình ở phía dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.